Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến thăm không gian vườn cảnh anh bonsai Bùi Toàn. Địa chỉ tại xã Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Vâng, đến với cuốn video này chúng ta giao lưu những cái tác phẩm tầm nhỏ. Đó là bonsai để bàn trước. Tác phẩm đầu tiên chúng ta cùng giao lưu đó là một cây thông. Thông hai lá, dòng thông Côn Sơn, Chí Linh, Hải Dương. Những cây thông mà các anh làm dáng thân là rất là dẻo. Hai mặt chơi. Vâng. Anh bê cái này lên. Vâng, cái này phải giao lưu khoảng bao nhiêu anh? Vâng, đúng, xin báo giá giao lưu với anh chị em là 1,5 triệu. Giá 1,5 triệu. Vâng. Quá tốt nhỉ, chơi những cây nho nhỏ như này phù hợp với những cái không gian hẹp và anh em của tài chính cũng có mức độ. Vâng. Chúng ta chơi những cây như thế này cũng được. Giá 1,5 triệu. Vâng. Rồi rồi, anh chuyển cái khác đi. Vâng, tiếp tục chúng ta đến với một cây du. Cây du được dựa vào vách của một viên đá. Ngậm vào đá này chú. Vâng. Đá tự nhiên rất là đẹp. Vâng, đây là một viên đá liền khối này. Đá tự nhiên luôn. Và cái bóng dáng của nó rất là đậm nét tự nhiên, chứ không có, chúng ta không phát hiện ra một cái vị trí nào mà dùng từ gọi là đục khoét cả. Đấy, đây các bác nhìn đây. Hoàn toàn là tự nhiên hết. Cây du đã được ép vào, ém vào cái vách. Và được ngậm rồi đúng không? Ngậm rồi chú. Ok rồi. Cậy không ra đấy rồi. Đây cho nong rồi trả ra được. Rồi rồi. Cây này bao tiền anh? Vâng, cây du này xin báo giá cho mình với các bác này. 2,8 triệu. Giá 2,8 triệu. Vâng. Rồi rồi, anh chuyển nhé. Vâng, tiếp đến là một cây lộc vừng. Ôi rồi đúng cái lúc ra lộc đẹp thế nhỉ. Những cái lộc non nó vẫn còn cái màu đỏ rất đẹp. Và cuốn video này là chúng ta chủ yếu là những cái tác phẩm tầm nhỏ bê tay. Bonsai để bàn. Đấy, chúng tôi vẫn gọi là hàng cắp nách đây. Vâng. Như vậy là cây lục vực này mà giao lưu thì giá nào anh? Vâng, cây lục vực này giá giao lưu với các bác 1,3 triệu. Giá 1,3 triệu. Vâng. Rất tuyệt vời. Rồi, anh di chuyển nhé. Vâng. Và đây là hai số điện thoại vườn cảnh bonsai Bùi Toàn. Số ở trên là của anh Toàn, số phía dưới là của anh Duẩn. Chúng ta sẽ gọi điện cho một trong hai anh để giao dịch những cái tác phẩm mình yêu thích. Tiếp đến một cây dành dành. Một cây dành dành nhỏ thôi nhưng mà cái tuổi cũng khá cao rồi đấy. Cây chi tử của dành dành. Vâng. Tên tên theo Trung Quốc là cây chi tử đấy. Trong cái vị thuốc ấy. Mũ chân rất là đẹp.
Cái này bao nhiêu tiền anh? Vâng, cái này giá giao lưu các bác là 1 triệu rưỡi. Giá 1,5 triệu. Vâng. Rất tuyệt vời. Rồi. Vâng, à, cũng nói về lộc vừng, chúng ta lại thấy có một cây... chỉ có ồn cục đá và ngốc. Được thả nước bởi cả cây lục vừng và một cái viên đá. Đấy. Gần như là không còn đất nữa các bác ạ. Thế mới hay chị. Đây đây. Rất là rêu phong. Cây dành được cài từ bé cây lục vừng. Vâng. Chơi lối rất hay. Đấy, trên là cây lục vừng này. Bên cạnh đó là cây dành dành. Thế là vừa có lộc vừa có cua để dành. Vâng. Đã có lộc rồi thì phải giữ lấy lộc. À, để dành lại cho con cháu là để có cây dành dành. Hay quá nhỉ. Và cái khay cũng rất hợp rồi. À, trong ấy chỉ có nước thôi. Đấy, bệ đá. Đá và nước rồi chứ không. Đúng có rồi. Đất nào cả. Quá hay nhỉ. Rất thời gian rồi. Các bác nào chơi nhìn thấy đồ là cảm nhận được ngay. Rêu phong rất đẹp. Bởi vì ngâm nước cái độ ẩm của nó đảm bảo mà rêu lại càng đẹp. Mà đến mùa hoa mà lại buông hoa nữa thì đúng là chấm hết luôn. Cây này nó có hoa rồi. Trước kia là cho chủ quý cho khách nhà đã có hoa rồi. Quá đẳng cấp luôn đấy. Trời cứ nhỏ nhỏ xinh xinh này. Như là một thiên nhiên thu nhỏ thế này mà thích. Ôi trời ơi, tuyệt vời. Được rồi. Tác phẩm này giá bao nhiêu anh? Giá giao lưu các bác cái dành này, cái lộc vừng và cái dành này là 1 triệu, à 2 triệu 2. 2 triệu 2 ạ? Vâng. Vâng. Được rồi, anh về đi đi. Vâng, và đây là cây xanh này. À, những cái hàng mini anh Toản, anh Duẩn đợt này cũng khá nhiều đấy. Cho tôi cho một xe máy đi rồi, để lại con. Tôi sẽ đã điện cho hai mẹ con giá trả lời. Sinh hạ cùng chất nát rất đẹp. Một chỗ con nữa kìa nhỉ. Con gà này. Con mướt con. Anh đặt trên tay đi. Đấy, để khỏi phải đo kích thước những cây như này. À, giao lưu giá bao nhiêu anh? Giao lưu nhanh cho bác là giá 600. Vâng, giá 600. Vâng. Rất tuyệt vời. Vâng. Quá là hợp lý luôn. Vâng, bên này tôi thấy anh có cái gì đây? Sam hương vâng. Chú. Vâng. Quay luôn đi thôi. Dạ vâng, chú quay luôn. Cây sam hương dáng siêu. Trên một cái chậu sành. Mang đậm nét cổ ở đây. Đẹp quá. Rất là phiêu chứ. Bé nhiều đồ chơi để bàn. Vâng, cứ bàn trà để này ngắm mỗi một tuần lại lấy 4 cây thôi, mỗi tuần đảo một cây đi rất đẹp. Thay đổi nhau lúc mà có tác phẩm mới nào mình lại đem vào trưng lên anh em đến thưởng trà ngắm. Cây sam hương, anh đặt lên bàn tay đi. Đấy, các bác nhìn nhá. Với giá giao lưu là bao nhiêu? Giao lưu các bác cái sam hương là giá 1 triệu 2. Rồi. 1 triệu 200. Vâng. Rồi, cảm ơn anh. Vâng. Tiếp tục những bonsai để bàn đó là một cây tùng La Hán này. Bùng lộc đẹp quá đẹp. Tổng lên lộc lên lộc đẹp thế. Cây này giao lưu nào anh? Vâng, cái này giá giao lưu các bác là 1 triệu 3. Vâng, 1 triệu 300. Vâng. Rồi, ok rồi. Chuyển nhá. Vâng, kế đến là một cây hồng ngọc mai. Đảm bảo hoa rất nhiều đấy chú. Vâng, chuẩn bị đến mùa hoa hồng ngọc mai rồi. À, mùi hương thơm và màu tím nhạt, nhìn cũng hấp dẫn đấy. Hồng cánh sen đấy. Rồi, à, cây hồng ngọc mai dáng huyền này.
chúng ta nhìn cái bộ bệ dưới gốc của nó cũng hấp dẫn đấy. Hoa báo rất nhiều thôi. Đang hoa. Nụ hoa đây rồi. Tuần nữa là có hoa chơi rồi. Quay tiếp một vòng đi anh. Quay đủ vòng đi. Rồi. Cây này bao nhiêu tiền anh? Vâng, cây hồng mai là giao lưu giá, giao lưu với các bác là 1 triệu rưỡi. 1,5 triệu. Vâng. Rất là hợp lý. Rồi, chuyển nhá. Vâng, chúng ta lại di chuyển đến tiếp một cây thông nữa. Cũng là những cây thông hai lá. Dòng thông ở Côn Sơn, Chí Linh, Hải Dương. Đúng dáng não chứ. Đẹp quá nhỉ. Nhỏ nhưng mà cũng có nhiều những cái nét rất là thông, là đúng thông trên núi của Thứ Lâm Tự đấy. Vâng vâng. Đấy. Cả hai mặt trời chú, nhũng nhẽo đồng. Đúng rồi, phía bên nào cũng vậy. Quay này mặt sau. Mặt này nhìn sâu, sâu hơn, rõ hơn. Nó cũng kém gì thông Nhật Bản đâu chú nhỉ. Rồi. Mà chơi thông của mình cái khí hậu nó hợp rồi. Nó khỏe cây nó hợp. Thông Nhật Bản nhiều người cũng chơi một thời gian chăm không tốt cái là nó cũng ảnh hưởng rất nhiều. Cái sức sống của nó. Anh bê tay lên. Bê tay. Rồi, đẹp rồi. Anh nhìn đây cái, tôi xin anh kiểu ảnh nhé. Giới thiệu về những cây bonsai để bàn. Chụp này. Xong rồi. Cây này giao lưu giá bao nhiêu anh? Giá giao lưu các bác là 3 triệu. Giá 3 triệu. Rồi, ok. Anh chuyển đi. Vâng, bây giờ đến một cây mà nhìn nó rất là nghệ thuật. Tôi cũng thích chơi những cái dòng cây mà nó có những cái kỳ dị như này. Đấy, nó là một cây tùng La Hán. Nguyên bản là một cây dáng trực cao, như cây nhé, cắt bỏ để làm cây thấp xuống và lấy một cái nhánh đầu tiên bẻ đưa để uốn tiếp xuống thành cái dáng huyền. À, mà đặc biệt phía dưới của cái gốc cây này các bác nhìn này, cái đế cái bệ gốc của nó nở ra như này mà như câu sâm banh chứ. Đây. Đấy. Thế và cái cành cành uốn lượn. Cú như câu sâm banh. Nhìn rất vui mắt nha. Hay quá. Đặt xuống này quay cái hướng kia này. Đấy, 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 hướng này. Cây này mà giao lưu giá nào anh? Giá giao lưu cây này, giao lưu các bác là 600k. Vâng. Quá hay. Mà tất cả vườn anh Bùi Toản đây là báo giá bao ship toàn quốc hết nhé các bác. Đấy. Lần nào tôi về đây làm chương trình cũng đều là báo giá bao ship toàn quốc. Và cây tùng được báo giá là 600k. Cái chậu đáng 100 rồi, 200 rồi. Thế này còn bao ship cho các bác nữa thì coi như là tặng cây. Rồi, cảm ơn anh. Và nói về tùng La Hán, chúng ta tiếp tục đến một cây tùng dáng bay như thế này đây. Rồi, cái này mà giao dịch giá nào anh? Cái này giá giao dịch của bác là 1 triệu 1. Giá 1 triệu 1. Vâng. Rồi, tuyệt vời quá. Rồi, anh chuyển nhé. Vâng, bonsai Bùi Toản, địa chỉ xã Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Đỗ Sinh kết thúc cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau.
chương trình giao lưu với anh Bùi Toản.